Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Sống Khỏe và Sống Tốt. Nội dung chia sẻ hôm nay sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau. 1. 4 món chớ để lâu mùa hè, cả nhà nhập viện. 2. 4 việc chớ làm sau tập thể dục, bất đắc kỳ tử. Và 3. Ấn vào 5 điểm này trên người, bệnh tật tránh xa. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. Bốn món chớ để lâu mùa hè, cả nhà nhập viện. Thưa quý vị, vào mùa hè, nhiệt độ nóng ẩm khiến cho vi khuẩn phát triển và sinh sôi nhanh chóng trong thực phẩm. Nếu tiêu thụ thức ăn không khoa học thì rất dễ bị ngộ độc, thậm chí mất mạng. Đó cũng là trường hợp của hai bà cháu cấp cứu tại bệnh viện Lộ Kiều, Trung Quốc. Khi vào viện, cả hai đều đau bụng và tiêu chảy dữ dội. Theo lời người thân, tối nay hai bà cháu đã ăn món canh trứng cà chua còn thừa của bữa trưa. Sau khi ăn, họ liên tục tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa nên người nhà phải đưa vào viện. Bác sĩ chữa trị cho hai bệnh nhân này cho biết họ đã bị viêm dạ dày ruột, một bệnh liên quan đến nhiễm trùng tiêu hóa mà canh trứng cà chua là nguyên nhân chính. Món này không nên để lâu vì nó có lượng canxi và vitamin rất lớn. Đây là ổ thức ăn lý tưởng cho vi khuẩn, chỉ để nửa ngày cũng dễ sinh ra vi khuẩn đường ruột. Bên cạnh canh trứng cà chua, bác sĩ khuyến cáo có 4 món không được để lâu trong mùa hè. Cụ thể là 1. Hải sản. Các món hải sản như cá, tôm, cua nếu để lâu sẽ làm giảm lượng protein và nếu hâm nóng nhiều lần cũng sẽ gây biến chất làm tổn thương đến thận và gan khi ăn vào cơ thể. Chính vì thế, bạn nên hạn chế sử dụng các thực phẩm này nếu ăn thừa. 2. Nấm. Nấm là một nguồn protein và khoáng chất dồi dào, nhưng cũng dễ dàng bị phá hủy bởi các enzyme và vi sinh vật. Chính vì vậy, nếu nấm không được bảo quản đúng cách, nấm cũng dễ bị mất chất. Nấm khi nấu lại sẽ làm protein và hàm lượng dinh dưỡng biến đổi thành chất độc cho dạ dày. 3. Dầu ăn. Dầu thực vật bao gồm dầu ô liu, dầu hướng dương, dầu hạt lanh, dầu hạt cải đều là những thực phẩm giàu omega 3 rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng đều rất nhạy cảm với nhiệt độ. Việc đun nóng dầu nhiều lần khiến chúng dễ phát sinh các độc tố gây hại cho sức khỏe, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Vì vậy, tuyệt đối không dùng lại dầu thừa, cũng không được để dầu qua đêm. 4. Cơm. Cơm chỉ nên ăn ngay sau khi nấu. Gạo khi nấu thành cơm vẫn còn các bào tử vi khuẩn sống sót và sẽ phát triển nếu để quá lâu trong điều kiện nhiệt độ phòng. Vì vậy, cơm nguội để thừa sẽ là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn này sinh sôi, có thể gây ra tiêu chảy, nôn mửa, viêm dạ dày, ruột khi ăn. Để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị lắng nghe nội dung tiếp theo của chương trình. Bốn việc chớ làm sau tập thể dục, bất đắc kỳ tử. Quý vị thân mến, ai cũng hiểu rằng tập luyện thể thao giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và phòng tránh rất nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, sau khi tập xong mà thực hiện một số việc không đúng thì không những không có lợi mà còn gây hại cho sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Cụ thể là 1. Uống nhiều nước liên tục. Rất nhiều người cho rằng tập thể thao khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, mất nước nên cần phải bổ sung ngay sau khi kết thúc. Điều này là sai lầm, bởi vì sau khi vận động, các mao mạch của toàn bộ cơ thể ở trạng thái thả lỏng tối đa. Uống nhiều nước sẽ dễ khiến dạ dày bị giãn nở, gây ra cảm giác buồn nôn, chướng bụng, đau bụng. Để bổ sung nước đúng cách, nên uống một lượng vừa đủ trước khi tập, 30 phút. Trong thời gian tập, nếu khát thì nên uống một lượng nhỏ, mỗi lần cách nhau 15 đến 20 phút. Như thế sẽ đỡ mệt và bớt khát sau khi vận động xong. 2. Đi tắm ngay. Đừng vì thói quen sạch sẽ mà tắm ngay sau khi tập. Thực chất nó có thể khiến bạn phải nhập viện cấp cứu. Vì sau khi vận động, nhịp tim vẫn chưa ổn định, máu trong cơ thể chủ yếu dồn về cơ bắp hoặc xương. Tắm ngay sẽ khiến máu cung cấp cho tim và các cơ quan khác không đủ,
gây chóng mặt, hoa mắt, suy nhược. Với trường hợp nặng, có thể dẫn đến các triệu chứng bất thường về tim mạch, tắc phổi hoặc đột quỵ do tim. 3. Ngồi xuống và nghỉ ngơi ngay. Hành động này rất nguy hiểm, sẽ khiến máu ở chi dưới khó lưu thông. Toàn bộ tuần hoàn máu trong cơ thể bị ảnh hưởng. Các cơ quan quan trọng như não, tim, phổi dễ gây thiếu oxy, khó thở, thậm chí ngất xỉu. Ngoài ra, việc ngồi xuống ngay khi tập các bài tập cường độ nặng, nhất là khi chưa giãn cơ đủ, rất dễ gây ra chấn thương. Hiện tượng chuột rút, co cứng cơ, đau cơ hay tê liệt chi tạm thời cũng thường xuyên xảy ra. 4. Ăn uống đồ lạnh. Tập luyện mệt mỏi, nhịp tim tăng nhanh sẽ khiến thân nhiệt nóng lên. Bản năng ta sẽ tìm đến đồ ăn thức uống lạnh, song đây là việc cực hại hệ tiêu hóa. Hành vi này dễ làm tổn thương các mô đường tiêu hóa, gây co thắt đường tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như đau bụng và tiêu chảy, thậm chí là bị sốc nhiệt nếu bạn đang tập luyện ngoài trời. Vì vậy, nguyên tắc sau khi tập thể thao là phải hít thở chậm, đứng hoặc vận động nhẹ nhàng tại chỗ cho nhịp tim ổn định, lau khô mồ hôi rồi mới ngồi xuống, tắm rửa hoặc ăn uống. Có như vậy, các cơ bắp mới được thư giãn và tránh được tình trạng đột quỵ sau tập luyện. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung cuối cùng của chương trình. Ấn vào 5 điểm này trên người, bệnh tật tránh xa. Thưa quý vị, trong thời đại giãn cách diện rộng như hiện nay, việc đi thăm khám và chữa bệnh cũng trở nên xa xỉ. Những lúc mệt mỏi, bạn có thể thử mẹo massage tại nhà giúp xua tan đau đớn. Theo trưởng khoa châm cứu, Học viện Khoa học Y học Trung Quốc, trên cơ thể có 5 điểm vàng. Nếu hàng ngày bạn chăm chỉ massage những điểm này thì sẽ nhận được vô cùng nhiều lợi ích cho sức khỏe, không chỉ giảm đau mà còn ngừa bệnh hiệu quả. Cụ thể như sau. 1. Xoa hốc tai phòng chống cảm lạnh. Hốc tai nằm trong chỗ lõm phía sau dãy tai, là vị trí chứa huyệt đạo. Nếu bạn ấn và chà sát vào huyệt này, có thể ngăn ngừa cảm lạnh, chặn gió độc xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng giảm chứng say tàu xe. Cách thực hiện rất đơn giản. Cách làm, dùng một đầu ngón tay của bạn chà sát vào hốc tai, ấn theo chiều dọc, theo chiều từ dưới lên, mỗi lần ấn 3 đến 5 phút. 2. Xoa hốc mắt làm sáng mắt, đỡ mỏi, ngủ ngon. Ở nhà nhiều khiến ta dùng nhiều máy tính và điện thoại, làm cả mắt lẫn hệ thần kinh đều mệt mỏi, đau đớn, nên thường xuyên xoa nắn vị trí hốc mắt để mắt trở nên sáng và khỏe mạnh hơn. Cách thực hiện như sau. Đặt các ngón tay lên đỉnh trán để làm điểm tựa, di chuyển ngón cái trong hốc mắt theo chiều kim đồng hồ, mỗi lần làm trong 20 đến 30 giây. Bạn cần lưu ý ấn nhẹ nhàng bởi vị trí xung quanh mắt rất nhạy cảm, đồng thời nơi đây cũng chứa nhiều mạch máu. 3. Vỗ khuỷu tay chữa táo bón, đau dạ dày. Vị trí khuỷu tay có chứa 3 kinh lạc là phế kinh, tâm bảo kinh và tâm kinh, ảnh hưởng rất lớn đến hệ tiêu hóa. Thường xuyên vỗ nhẹ vào vị trí này có thể giảm táo bón, tốt cho dạ dày, tránh ho, sốt và đau đầu. Cách thực hiện như sau. Dùng cả lòng bàn tay vỗ nhẹ tại vị trí khớp khuỷu trong khoảng bắt đầu nhẹ nhàng, rồi mạnh dần lên, mỗi bên thực hiện 100 lần. 4. Xoa eo dưới thải độc nội tạng. Có hai huyệt nhỏ nằm phía sau thắt lưng, đó là điểm eo. Nếu bạn bị đau lưng do căng cơ, mắc các bệnh nội tạng hoặc bệnh cột sống, có thể giảm bớt bằng cách xoa bóp đúng cách tại vị trí này. Cách thực hiện cũng rất đơn giản. Đặt hai bàn tay lên trên eo, chà sát từ trên xuống dưới, mỗi lần 30 đến 50 lần. Nên xoa trước hoặc sau khi ăn ít nhất 30 phút. 5. Xoa rốn trị tiêu chảy, lạnh bụng. Rốn là huyệt đạo quan trọng nhất với nội tạng, nối trực tiếp với gan, thận và dạ dày. Làm ấm vùng rốn sẽ giúp bài trừ hàn khí trong nội tạng, lưu thông máu huyết, thải độc và chữa bệnh tiêu hóa cực tốt. Cách thực hiện như sau. Nếu bị tiêu chảy hoặc lạnh bụng thì xoa phần rốn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Ngược lại, nếu bị táo bón và khó tiêu,
Bạn xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, mỗi ngày xoa 100 lần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Thưa quý vị, mẹo vặt trên cũng đồng thời khép lại chương trình ngày hôm nay. Kính mong quý vị hãy mạnh dạn chia sẻ, giúp người thân và bạn bè có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe thật tốt trong mùa dịch này. Để lắng nghe thêm nhiều mẹo dưỡng sinh, mời nhấn theo dõi kênh và chờ đợi các số tiếp theo của Sống Khỏe và Sống Tốt.